Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý anh chị thân mến, trong cái video ngày hôm nay thì ban biên tập sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp tiền tài thăng hoa làm một hướng người và cả năm 2020 cực kỳ phát đạt. Thì ai cũng phải phát hờn với may mắn mà ba con giáp giàu có này có được trong năm 2020, bởi không chỉ giàu sang sung túc mà họ còn hạnh phúc êm ấm, muốn khổ cũng chẳng được. Nhờ có bề trên chiếu cố, thần tài rót lộc nên là ba con giáp này sẽ tha hồ nằm dưới mà ăn, rung đùi hốt bạc khiến ai cũng trầm trồ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ba con giáp cực kỳ may mắn này, xem là liệu rằng chúng ta có nằm trong ba con giáp này hay không. Tuổi thứ nhất đấy là tuổi Hợi. Trời sinh người tuổi Hợi, dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhân hậu, hiền lành và dĩ hòa vi quý. Chính vì không có cái tính toán hơn người ngoài, sống nghĩa tình nên là Hợi được bề trên chiếu cố, quý nhân tương trợ, sinh ra trong nghèo khó nhưng vẫn có cái đời sống vật chất đầy đủ. Và bước vào tháng 2 năm 2020 thì con giáp may mắn này sẽ như cá gặp nước, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ. Càng về cuối năm, Hợi càng hốt hết của nã trong thiên hạ vào nhà, tình tiền thăng hoa ai nấy cũng phát hờn. Và bước chân ra tới ngõ là tiền rơi trúng đầu, vì cứ vơi lại đầy chính là phúc phần mà người tuổi Hợi nhận được. Và cái tuổi thứ hai là người tuổi Dậu. Chăm chỉ siêng năng và không ngừng tìm kiếm cơ hội để phát triển cái sự nghiệp nên là càng nỗ lực con giáp này càng bản lĩnh và càng thành công ngoạn mục. Dù không cậy nhờ bất cứ ai thì chẳng được gia đình hỗ trợ nhưng mà Dậu vẫn có của nã đầy nhà. Và xem tử vi năm 2020 con nói thì sau Tết âm lịch thì con giáp này sẽ giàu sang như chuột sa chính gạo, kiếm được bộn tiền, bước chân ra tới ngõ là tiền của rơi trúng đầu, ví cứ vơi lại đầy chính là phúc phần của người tuổi Dậu. Và cái con giáp may mắn thứ ba đấy là người tuổi Dần. Chúng ta biết rằng là người tuổi Dần mạnh mẽ, cá tính và dám nghĩ dám làm nên là người tuổi Dần luôn chủ động trong mọi việc, họ chớp lấy thời cơ để đổi đời, biết cách tận dụng thế mạnh của mình để gây dựng cơ ngơi, phát triển sự nghiệp nên là công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh. Và tử vi học có nói thì canh tí năm 2020 Dần sẽ khổ tận cam lai trong hỷ lâm môn. Càng về cuối năm con giáp này càng may mắn, càng kiếm được bộn tiền, vinh hoa phú quý và theo chân nên là sẽ phát tài cực to, nhà đẹp xe sang đang chờ sẵn. Quý anh chị thân mến, thì trên đây quý anh chị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu về ba con giáp cực kỳ may mắn, tiền tài thăng hoa làm một hướng người và cả năm 2020 sẽ đại phát. Và xin được chúc mừng quý anh chị và các bạn đã có tên trong danh sách của ba con giáp này. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ gặt hái một năm bội thu. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.